Rồi, Vinh xin chào các bạn nha. Và khi mà các bạn đến với shop Hai Bánh Hai Nhớt thì sẽ luôn luôn được chuẩn bị sẵn như thế này. Đó, một khay là dùng để đựng những đồ ngày, dùng để thay nhớt. Và một khay dùng để đựng nhớt chảy từ bên trong động cơ ra. Xe sẽ luôn luôn có những cái bao tay như thế này để bảo vệ cho cái phần bao tay bên trong của khách hàng không có bị dơ khi mà các anh thợ cầm nắm vào. Rồi, thì tiện đây thì Vinh cũng sẽ là đi lấy nhớt. Trong lúc đi lấy nhớt, Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về quang cảnh của kệ nhớt, vỏ xe cũng như là những phụ tùng khác đang được bán tại shop Hai Bánh nha. Và góc này đây, và build của anh lựa chọn sẽ là Motul Cutter Power, bình 800ml và nhớt lắp Motul. Và bình nhớt này sẽ có giá là 155.000 đồng, còn nhớt lắp sẽ là 45.000 đồng. Thì Vinh sẽ nói trước về cái phần nhớt lắp đi ha. Thì nhớt lắp chúng ta sẽ thay sau khoảng 2 lần thay nhớt máy thì chúng ta sẽ có một lần thay nhớt lắp. Thì nhớt lắp thì bên shop Hai Bánh sẽ có hai dòng, đó chính là Motul nè, có giá 45.000 đồng, và Liqui Moly sẽ có giá là 120.000 đồng. Liqui Moly bên trong sẽ chứa chất phụ gia để giúp cho cái phần nhớt lắp của mình đỡ hú hơn đó, cho nên giá thành của nó sẽ cao hơn một tí xíu so với lại Motul. Và anh khách này lựa chọn cho chiếc xe của mình là Motul. Rồi, bỏ túi trước. Thì dòng nhớt Motul Cutter Power này là dung tích là 800ml, phù hợp với dòng xe Vario luôn, có giá là 155.000 đồng một bình. Thì đối với nhớt của Motul thì đặc tính của nó sẽ là giúp xe của mình bốc hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu như các bạn không thích cái thương hiệu Motul này thì bên shop Hai Bánh cũng có những cái thương hiệu khác mà vẫn cùng một đặc tính, đó là mạnh mẽ và bốc máy, đó chính là Repsol nè. Đó. Hoặc là Liqui Moly, nhưng mà phiên bản ray, bình đen, tem đỏ. Còn một thương hiệu nữa đến từ Mỹ, đó chính là Mori Wangon. Đó, đây là những cái dòng nhớt mà mang cái đặc tính là giúp cho máy của mình được mạnh mẽ, được bốc hơn. Còn đối với các bạn mà trầm tính một chút xíu, chúng ta thích sự mát máy, sự nhẹ nhàng của động cơ, thì các bạn có những cái sự lựa chọn như là phức nè, bình vàng. Rồi, Liqui Moly thì cũng sẽ có những cái phiên bản để phù hợp với nhu cầu là mát của động cơ, như là bình màu xanh lá này đây, 5W40 và 5W30. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đem nhớt ra xe và các bạn hãy cùng mình xem cái công đoạn thay nhớt bên shop Hai Bánh nha. Wow, thì các bạn xem đây, phần nhớt lắp đã bị đổi màu rồi. Đây là hiện tượng mà nhớt lắp bị vô nước. Do chúng ta đi trong điều kiện thời tiết mưa, đường ngập, thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái tình trạng này để giúp động cơ của mình được bền hơn, được êm ái hơn. Thì khi mà tình trạng mà phần nhớt lắp mà vô nước như thế này thì những anh thợ sẽ báo lại về tình trạng với khách và hướng dẫn cho cái khách để mà chúng ta khắc phục cái tình trạng này là thay nhớt một hai lần trong khoảng km ngắn hơn để xúc rửa lại cái đường nước bên trong. Đó, đây là anh thợ đang nói lại cái phần nhớt lắp lúc nãy vô nước mà mình đã nói, chuyện báo lại cho khách biết tình trạng của xe của mình. Thì luôn luôn sẽ là như vậy, khi mà các bạn đến với shop Hai Bánh để thay nhớt nè, sử dụng dịch vụ hay là sửa xe bất cứ một chi tiết nào, khi các bạn đến với shop Hai Bánh, các anh thợ sẽ luôn luôn chăm sóc chiếc xe của các bạn ở mức cao nhất, kịp thời phát hiện ra những chi tiết nào trên xe mà bị trục trặc, báo lại với khách để có phương hướng mà sửa chữa.
Đây, sẵn tiện đây Vinh cũng sẽ chia sẻ đến cho các bạn về cái bình nhớt Motul Cutter Power này. Đây là một dòng nhớt tổng hợp 100% nè. Bên trong cái dòng nhớt này sẽ chứa nhiều chất phụ gia để bảo vệ tốt cho cái phần động cơ của chiếc xe chúng ta. Và đối với bình nhớt tổng hợp 100% này, chúng ta có thể sử dụng đến 1.500 km mới phải thay nhớt lại lần tiếp theo. Và bên khớp hai bánh không chỉ có nhớt thôi đâu nha. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về vỏ xe nè, phụ tùng cũng như là đồ chơi sử dụng cho dòng xe Vario này. Về vỏ xe thì sẽ có những cái dòng cao cấp như là Michelin nè. Pirelli và Michelin, đây là ba thương hiệu vỏ cao cấp sẽ đem lại cái độ bám đường cao nè, độ bền cao cũng như là hạn chế tình trạng ăn đinh cho chiếc xe của chúng ta. Và những dòng vỏ này đều có nhiều size khác nhau dành cho Vario với bản mâm 14 nè, hoặc là các bạn sử dụng những dòng xe khác như là xe phân khối lớn hay là xe mô tô, xe số, xe côn tay bản mâm 17 hoặc là 16 cũng có thể đến với shop hai bánh để thay vỏ. Rồi đến với dòng vỏ tầm trung hơn một tí xíu thì có Aprilia nè và Dunlop, cũng có rất là nhiều size dành cho nhiều bản mâm khác nhau và kiểu dáng của gai. Kiểu dáng gai của hai dòng vỏ này chưa bao giờ làm Vinh thất vọng và độ bền của vỏ này cũng rất là cao nha các bạn. Đến với những cái thương hiệu vỏ bình dân hơn một tí xíu thì có Maxxis nè. Kế bên thì có Camel. Vinh, anh camera có thể quay lên trên một tí xíu để cho mọi người có thể thấy được cái vỏ Rutrai. Đây là ba thương hiệu vỏ đã được shop hai bánh tuyển chọn chất lượng tốt nhất trong phân khúc giá rẻ để đem đến cho khách hàng. Hết kệ vỏ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những món phụ tùng cũng như là đồ chơi nha. Thì về phụ tùng trước đi, tất nhiên về cái phần động cơ, bộ nồi của Vario hay là những dòng xe tay ga khác đều như vậy hết. Sau một thời gian sử dụng thì sẽ có những tình trạng bị hao mòn, bị hư hỏng. Khi đến với shop hai bánh để vệ sinh nồi, những anh kỹ thuật ở đây sẽ kiểm tra cũng như là báo lại tình trạng nồi cho các bạn. Những chi tiết nào còn dùng được và những chi tiết nào sắp hư, còn dùng được khoảng bao nhiêu ngàn km nữa mới phải thay. Và các bạn có nhu cầu thay thì ở đây luôn có sẵn những phụ tùng chính hãng của Honda và Yamaha để thay thế kịp thời cho các bạn, như là bi nè, chén, chuông, rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là tất cả những phụ tùng này đều là chính hãng của Honda và Yamaha hết nha, có tem luôn. Bố thắng cũng vậy, bố thắng thì tất cả đều đến từ thương hiệu Elite dành cho Vario và nhiều dòng xe khác nhau. Tất cả đều có mã tại đây, như là BCX nè, 125, SH Mod. Trên đây thì có của SH, Novo, Acelo, Rider, tất tần tật. Các bạn có thể lên website shop2bánh.vn để xem sản phẩm dành cho xe của mình cũng như là giá cả đều đã được có trên hết, tất cả trên website hết. Hay là các bạn muốn thay bao tay thì shop2bánh vẫn có luôn. Đó, đây là những cái mẫu bao tay đồ chơi nè, sẽ thay thế giúp cho cái phần ghi đông của các bạn trở nên đẹp hơn. Và những cái dòng bao tay này sẽ đem lại cái sự êm ái và độ bám tay rất là cao dành cho chiếc xe của chúng ta. Hoặc phuộc đi, khi mà phuộc của chúng ta đã nhúng yếu rồi, hoặc là chúng ta muốn thay thế một cây phuộc khác cho chiếc xe của mình trông cơ bắp và thẩm mỹ hơn, thì shop hai bánh sẽ có một thương hiệu, đó chính là Racing Boy. Đây, tất cả những dòng phuộc là của Racing Boy đều được bảo hành 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm khi mà chúng ta mua hàng tại shop hai bánh. Thì phuộc thì có của Vario nè, và nhiều dòng xe khác nữa như quay, ghim, tất tần tật, tất cả đều có tại đây. Rồi, nếu như các bạn có câu hỏi nào dành cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng hay đến trực tiếp shop hai bánh, mua hàng online hoặc muốn được tư vấn thì liên hệ số hotline là 0938820202. Shop có nhận ship code cho các anh em ở tỉnh luôn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.